Các bạn à, mình đang có mặt tại Câm Lầu Tháng Cố và ngay ở cái chợ chợ phiên Sapa. Và các bạn, chúng ta sẽ cùng vào review những cái món ăn ở trong đây và ăn và thưởng thức xem là lần đầu tiên tới với Sapa sẽ có những cái món ăn nào nha các bạn nha. Mời ngồi đi anh ơi. Em có lầu ba, lầu cò và cá. Ra em lần đầu tiên đến tới Sapa thì không biết là món gì ngon nhỉ anh nhỉ? Đây, các bạn có ngồi cũng nghe anh nhỉ đây. Mình đặt sản Sapa lên thử một tí. Mỗi món thử một tí nhỉ? Anh đi mấy người anh? Hai người đấy. Hai người thì làm con ngồi nhỏ thôi, anh được ăn gỏi, anh được ăn lẩu. Đấy, đặc sản Sapa. Đặc sản Sapa bây giờ là cái gì là ấy? Là... Cá tầm cá hồi. Dạ. Già sao to hai bạn anh ăn tầm hết đi. Hay là em mình ăn lẩu đi nhỉ, để nóng người đi nhỉ. Làm tí lẩu với vài chén rượu cho ấm người được rồi. Là cũng được. Vâng. Mỗi thứ một tí anh. Vâng. Được rồi, cho bạn ăn lẩu. Rồi bây giờ bắt con ngoài ăn lẩu nhé. Vâng. Hôm nay làm lớn và chơi con cá này cá gì nhỉ anh nhỉ? Cá hồi. Chơi con cá hồi luôn. Lần đầu tiên luôn đấy, anh ạ. Rồi, ok. Em giết luôn anh ngồi đứng ở đây. Núi đi đi ạ. Dạ vâng. Hôm trước vào tan mau đi lên đây bắt con tầm 40 cân. À. Đây anh vào trong. Hôm nọ tao TV bắt là tận 40 cân. 40 cân, tan mau TV ấy. Quá ghê. Lần đầu tiên thế làm cá hồi luôn á. Ở La Châu không có nhỉ? Vâng, có nhưng mà ít. Nhiều chỗ có nhưng mà bởi vì là mình giết rất ít là ăn đấy anh. Vâng. Đấy, như này thôi giết này. Mình lọc ra xương à? Xương ra xương ăn gỏi đây. À. Đấy. Ăn gỏi đấy là ăn sống đúng không anh? Ăn sống đúng qua nước chanh như hai anh đây. Vâng. Cá tầm sau cá hồi Sapa này quá ngon rồi. Vâng. Giá cá hồi là 1 cân bao nhiêu anh? 155,5. Dạ. Nên thành phẩm đây. Dạ, dạ. Ở trong phố này nó thuê mặt bằng bán hơn 700-800. Mình ở ngoài này bán rẻ hơn. Dạ. Du lịch ở đâu cũng thế mà. Dạ. Thế để anh rửa trước đây em. Thế là thành... gỏi và lẩu. Dạ, gỏi và lẩu này. Tươi sống thì nó ngon hơn. Vâng. Đông lạnh thì nó không ngon đâu. Đây khách cứ nhìn thấy tận mắt em làm. Vâng. Còn cái xương đấy mình làm gì anh? Cho vào thả lẩu anh. Cho vào thả lẩu mà ăn. Ngon nước. Vâng. Giờ thì để anh dạy ăn cái cá gỏi này xem như thế nào anh. Đầu tiên thì như nào anh? Đây là em tìm lấy bánh gà anh. Đây bánh gà đây, cất ra. Món này là món cá gỏi đúng không? Gỏi đây, món này ăn lẩu đây. Vâng. Cái này là nước chấm gì anh? Mùi tạt. Anh chưa chấm quen, anh chấm từ từ thôi. Vâng. Không là ngã hết người đây đấy. Sốc đúng không? Sốc. Đấy. Cá gỏi này thì chủ yếu là mình chấm mùi tạt. Đúng rồi. Phải có mùi tạt mới ngon. Cho nó khử đi mùi tanh đúng không anh? Vâng. Cá này không có tanh mấy đâu. Tại vì là không được cho vào nước lã. Bố ra xong mang giấy ăn thấm lên. Nhưng mà nhúng qua chanh ăn thôi. Đấy. Các bạn ạ. Thì anh sẽ chỉ cho từng chi tiết. Đấy. Cho lá chua này vào đây. Và lá này lá... Lá chua. Chua. Đấy. Chỉ có Sapa nó có lá này thôi. Và đấy. Cho anh cho vào đây. Đấy. Nhiều nhiều thứ nhỉ. Đấy xong rồi anh nhúng qua nước chanh này đi. À, đấy, để cho nó tái nó thịt đi. Đấy. Xong rồi để ở nhà thôi. Đấy. Cùng với lá tía tô này. Đấy. Mời anh. Chấm này. Chấm từ từ thôi. Là chấm vào đây à? Vâng, chấm từ từ đấy. Anh chưa ăn quen, anh quen rồi chấm tiếp.
đấy anh các bạn thử xem cá gỏi cá hồi nhé anh nhỉ, cá hồi thôi, thử xem cá gỏi hồi này như thế nào các bạn. Cuốn cho cậu quay kia một cái, bận bịu quá. Cả cứ từ từ nín hơi xuống. Một lòng một gói trên này lên hết. Tính thế nào? Tính đâu? Tính là cháu thôi. Ngủ đi. Nào cảm giác nào có phê không? Quá phê luôn cái gì? Vài các bạn đã nhớ cả đời luôn. Đấy, lần đầu lên Sapa là để lại ấn tượng rồi. Lần đầu tiên lên Sapa mà ăn cái cá hồi cá gỏi này. Khi mà chấm vào một tạc này thì sốc lên cái muối của mình thì cảm giác là rất là khó chịu anh. Đấy. Rất là khó chịu và chắc là mới một lần ăn xong cái này từ nay mình không bao giờ quên đâu. Đấy. Lên Sapa là phải chơi cái này. Đúng là món đặc sản thật. Đây, còn quay hai máy à? Đấy. Mày. Ăn dần dần thì cảm giác quen rồi anh. Vâng. Vẫn thấy ngon. Đấy. Ăn nó tươi. Vâng. Đây. Cái ba cái bảo là ăn này là chủ quán phải ăn thì vâng. Tôi mới dám ăn. Đây, rồi, tôi... anh cứ ăn đi. Không, tôi anh ăn từ miếng thế ạ. Không, cái bác này bảo là cái làm sao mày không dám ăn, kể cả rượu cũng thế. Đánh này phải làm tí rượu một chén vào cho nó ấm. Đấy, chấm nhẹ thôi. Nếu cậu ăn khi ăn cay thì hòa này ra. Đấy. Mấy giờ thì không ăn được em? Mấy đầu thì ăn cái này thì thực sự mà chấm nhiều thì thực sự mà sốc lên muối. Mỗi lần ăn là kéo cả đầy luôn đây. Ăn như này thôi đúng không anh? Ừ. Ngon. Cũng cảm thấy cũng rất là tuyệt vời. Chứ lên đầu tiên ăn đó thì úi giời ơi các bạn ơi. Sốc các bạn ạ. Thật ra mà chỉ đưa ra sủ muối ra rồi. Bây giờ thì không dám chấm nhiều đâu em ạ. Cứ thử xem nào. Anh cứ chấm thử xem nào. Mỗi một lần các bạn lên Sapa thì các bạn phải thưởng thức cái món này. Đây. Khi mà ăn này vào nha, lín hơi đừng thở mồm, thở mũi để kìm nén á. Đó, kia nó bị sạc. Vâng. Wow, các bạn ơi, thật sự mà cũng rất là có mùi vị, nó rất ngon. Nhưng mình chưa được quen đâu các bạn. Mà ăn xong thì giờ review cho các bạn thấy là đây là cá hồi mình ăn theo cá gỏi ấy. Mình ăn cho các bạn xem, chủ yếu là chấm ủ tạc. Rồi thì tiến hành ăn lẩu nhé. Rất là nhiều thứ này, rất là nhiều món luôn các bạn ạ. Để review cho các bạn xem. Thực sự mà đến với Sapa thì chắc chắn là không thể nào ai thiếu được cái món này. Quên cái món này thì chắc rằng các bạn cũng không muốn lên Sapa đâu. Khi mà thực hiện những cái chuyến hành trình mà ký sự từ các bạn từ ở dưới xuôi, đặc biệt là các bạn ở Hà Nội hoặc là ở Sài Gòn, các bạn lên được đến đây thì các bạn thưởng thức cái món này. Cái món này các bạn phải thưởng thức nhé. Rồi anh ơi, lấy lẩu ra và em ăn đây. Ok. Vâng. Tiến hành ăn lẩu nha các bạn nha. Vừa ăn lẩu vừa ăn cá gỏi. Rất là nhiều thứ, bỏ hết cá vào cho nên nó quay được. Em rồi ok. Và chủ yếu là mình sẽ bỏ hết những thứ vào để ăn. Ok. Đó thì phải ăn cái này. Đó anh em mình bỏ hết cả cá vào nha các bạn. Cá này ăn chưa ăn sống được thì như này mình vẫn ăn được hết. Vâng. Mình nghĩ là ăn được hết. Rồi bỏ vào là mình ăn luôn. Tại Sapa này thì khi mà các bạn đến đây thì chắc chắn là các bạn đều mong muốn là thưởng thức cái cá hồi ở Sapa. Ăn đi, ăn đi. Mời các bạn nha. Mời mọi người nhé, để chấm vào chanh. Các bạn ạ, thì cũng nghe đi cả ngày, khi mà đến với Sapa
Lần đầu tiên thì bây giờ thì ăn lẩu ở đây. Mời mọi người nha, mời tất cả mọi người nha. Ăn ngon lắm. Ăn rau nhiều mà. Ăn rau nhiều mà cho tốt. Bây giờ mình thưởng thức cái món cái miếng cá hồi. Cá hồi nấu lẩu xem như thế nào đi các bạn. Đây, nó nấu lẩu này. Để nó chấm á. Mấy các bạn nha. Cá hồi nó thật sự khác hẳn những cá khác ấy. Thịt của nó cảm giác nó khác hơn. Hai anh em phải chiến hết cái thứ này. Bởi vì là đang đi đường nên khá là đói. Mời mọi người sẽ cùng ăn cùng nhé. Ăn tiếp chúng ta chiến hết. Các bạn ơi, thì mình sẽ ăn tiếp. Anh em phải chiến hết sạch. Đã ăn thì phải ăn hết. Cá hồi này các bạn thấy này. Thịt của nó khi mà nhúng vào ở trong lẩu này. Tuy nhiên mặc dù các bạn nhìn thấy giống như không chín đấy. Nhưng mà không phải các bạn nhé. Thịt nó vẫn dí là đỏ đỏ các bạn. Mời tất cả các bạn nha. Mời các bạn nha. Các bạn ăn cùng nha. Ăn miếng rau cho nó thưởng chất. Rau này mình đã có ăn chín quá. Ăn như này cho nó vừa có một tí gia vị của rau. Ăn chín quá thì thật sự mà mất hết gia vị rau sống à. Ngon thật các bạn. Ở Sapa đặc biệt là bây giờ mùa hè nhưng mà thời tiết khá là lạnh. Các bạn thấy mình còn mặc áo khoác các bạn. Ngon thật. Anh này còn rất là nhiều anh ạ. Nhiều này. Cái gì bún này. Rồi còn trong này còn có một nồi luôn. Vừa ăn vừa chơi vừa thưởng thức. Xem là quá nhiều luôn các bạn. Cái này thì mình không ăn được. Không ăn được nhiều. Sống thì mình sẽ bỏ vào đây nhé các bạn. Bỏ vào đây nhúng vào ăn. Các bạn thì bây giờ còn lại cái thứ bỏ hết vào nồi. Thì có lẽ ngày hôm nay thì tập dùng một video clip ngắn tại đây. Hẹn tất cả các mọi người trong những video clip tiếp theo các bạn. Thấy video này hay thì đừng quên bấm like và subscribe kênh để theo dõi những video clip tiếp theo của mình nhé. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye các bạn.